Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, uống nước nhớ nguồn hay chiếm nước xóa nguồn, gốc của dân tộc tổ tiên Việt. Đó là một bài viết nói về, phản ảnh lại những tờ báo thanh niên tuổi trẻ đã nói uống nước nhớ nguồn. Mấy ngày nay, đọc báo thanh niên tuổi trẻ thấy họ nói cần phải uống nước nhớ nguồn. Hễ ai có công thì đặt tên đường, chứ chả cần gì phải hỏi ý kiến của người Việt, dân Việt. Đúng là cái não trạng của đạo Chúa và người bị nhồi sọ bậy bạ. Cái gì hợp với lợi ích của đạo Chúa thì là có công và cần uống nước nhớ nguồn. Còn ngược lại thì có tội và như linh mục đắc lộ, coi như tôn giáo khác, đạo Chúa là dối, là bậy, không cần ghi ơn. Tổng thống đốc độc tài ác độc Ngô Đình Diệm giết người không tin Chúa, không theo đạo Chúa, nhưng có công với người Công giáo. Vậy là cần phải uống nước nhớ nguồn, mà đặt tên đường thì ghi công ở Việt Nam. Trong tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôi xin đề nghị đặt tên đường cho ba nơi lớn mà không người Việt nào phản đối, trừ người đạo Chúa. Một, đường chùa Báo Thiên đặt tại nhà thờ lớn ở Hà Nội. Hai, đường chùa Lá Vàng đặt cạnh nhà thờ La Vang. Ba, đường chùa Khải Tường đặt ngay nhà thờ Đức Bà, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tinh thần uống nước nhớ nguồn. Còn không thì gọi là chiếm nước xóa nguồn, chiếm chùa xây nhà thờ. Chiếm nước xóa nguồn, những ngôi chùa lớn của nước ta bị thực dân Pháp chiếm dụng rồi biến thành nhà thờ Thiên Chúa giáo. Một, quốc tự Khải Tường Gia Định Pháp chiếm và đập phá năm 1880, đem pho tượng lớn về Pháp, nay bỏ vào bảo tàng Lăng Chắc Đờ La Bó. Hai, quốc tự Bảo Thiên hay Sùng Khánh Bảo Thiên xây vào những năm 1054-1071, nay chính là nhà thờ lớn Hà Nội. Ba, chùa Báo Ân Hà Nội xây những năm 1841-1847. Sau khi Pháp chiếm phá xong chùa Báo Thiên, họ lại tiến tới phá tiếp chùa Báo Ân. Người phá hai chùa trên là Buzinner Bonan và Nguyễn Hữu Bộ, Nguyễn Hữu Độ. 4. Quốc tự Giác Hoàng ở Huế xây những năm 1820-1840, bị Pháp chiếm rồi xây dựng cơ mật tăng viện. 5. Chùa Linh Hồ, thành phố Huế xây năm 1829, bị Ngô Đình Khả, cha của các ông Diệm Thục, dùng thủ đoạn chiếm dụng và biến thành giáo đường Tây Linh. 6. Chùa Lá Vàng, Quảng Trị xây những năm 1820-1840-1885, bị Pháp đốt cháy và cưỡng chiếm xây dựng nhà thờ La Vang, nay là Tiểu Vương Cung Thánh Đường La Vang. 7. Chùa Bảo Châu thuộc xã Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngôi chùa này do Chúa Tiên Nguyễn Hoàng xây vào năm Đinh Mùi năm 1607. Ngôi chùa này có mộ thống tướng Mạc Cảnh Thống, thủy tổ tộc Nguyễn Trường, đổi họ Mạc thành Nguyễn. Thực dân Pháp xâm lăng, phá chùa xây nhà thờ Trà Kiều, bây giờ là trung tâm thánh mẫu Trà Kiều lớn nhất nhì cả nước. Phản biện về linh mục đắc lộ, kẻ đặt gạch đặt bàn đầu tiên. Phản biện đối với một số linh mục, ông thầy, bà giáo là tín đồ đạo Chúa, khi họ cốt cắt đứt mối quan hệ giữa sự truyền giáo, chữ quốc ngữ và sự xâm lược của Pháp, để hòng rửa tội, bao che cho tội ác của giáo sĩ linh mục Alexander. Họ cho rằng ông này đến trước quân xâm lược Pháp đến 200 năm thì làm sao buộc ông dẫn đường cho Pháp xâm lược. Họ cố tình tách tình hình
biến đổi và ổn định của chữ Quốc ngữ ra khỏi dòng chảy lịch sử. Chúng ta đâu khó tìm ra những lý lẽ để bác bỏ việc vinh danh Alexander Dutch khi nghiêm túc giải quyết những vấn đề sau. Alexander Dutch là ai? Từ đâu đến? Đến An Nam để làm gì? Mục đích việc Latin hóa chữ viết là gì? Đối tượng nào dùng chữ Quốc ngữ đầu tiên? Thiền Chúa giáo buổi đầu truyền vào An Nam dễ không? Khi nào thì thuận lợi? Vai trò của xâm lược Pháp với truyền bá và phát triển Thiên Chúa giáo như thế nào? Vai trò của Thiên Chúa giáo cùng với chữ Quốc ngữ đối với sự cai trị bóc lột thuộc địa ở An Nam như thế nào? Các chức sắc Thiên Chúa giáo người Pháp và An Nam, những tín đồ Thiên Chúa giáo là người An Nam và lính Pháp đứng về phía Pháp hay dân tộc? Trách nhiệm của giáo hội Thiên Chúa giáo đối với cuộc chiếm đóng, tàn sát, bắt lính đi chiến trường châu Âu gây ra nạn đói ở An Nam của đế quốc Pháp trong suốt gần một thế kỷ như thế nào? Đây là những câu hỏi không khó giải đáp. Khi giải đáp xong, ta sẽ thấy vì sao người ta cho rằng Alexander Dutch không đáng được vinh danh. Một số linh mục, ông thầy, bà con, tín đồ Thiên Chúa giáo đã cho rằng người ta ngu dốt, vô ơn khi phủ nhận công lao Alexander Dutch. Tôi muốn nói vô ơn là các người hãy hỡi các linh mục, giáo dân bất chính, học giả phản dân tộc, uống nước xóa nguồn. Các người vì một tên ngoại quốc công một nhúm, tội một núi mà quên đi ông cha, đồng bào, tổ tiên của mình. Bài sau tôi sẽ nói nêu lên tóm lược về quá trình truyền giáo của Alexander Dutch và các tín đồ thừa vào nước ta. Cũng xin nhắc thêm một lần nữa, những người không thể phản biện là đem ra những tư tưởng khủng bố và hăm dọa, đe dọa. Những người đó không xứng đáng, không xứng mặt là một người trượng phu. Khi chúng ta đứng trên danh nghĩa tranh luận bằng văn bản, bằng một cái lối tư duy tìm hiểu nghiên cứu lịch sử dưới một nhà trí thức, chúng ta không thể dùng những cái từ khủng bố đe dọa những giáo sư tiến sĩ có niềm tin chân chánh, và cũng không đặt cái mục tiêu lợi ích cá nhân vào đây, mà hãy đặt cái mục đích cộng đồng chung lên. Đó là sự thật, sự thật hiển nhiên không bao giờ chối cãi được. Thưa quý vị các bạn thân mến, Đại đức Thích Thanh Thắng, một tu sĩ Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa có thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam về việc đề nghị dựng tượng giáo sĩ thực dân Alexander Dutch tại Hà Nội nhân dịp đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ở Hà Nội. Kính thưa quý vị, theo thông tin trên Tuổi Trẻ online ngày 29 tháng 6 năm 2009, tôi được biết ông Phạm Văn Hàng, thành phố Hồ Chí Minh, vừa có văn thư gửi đến Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nêu ý muốn tặng tượng ông Alexander Dutch cho thủ đô nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Bài báo cũng cho biết thêm chính quyền Hà Nội cũng đã có thư trả lời ông Phạm Văn Hàng, hẹn sẽ cử đoàn vào Bình Dương xem qua tác phẩm. Sau bản tin ấy, liền có ý kiến nhắc lại tấm bia vinh danh Alexander Dutch từng được đặt tại Hồ Gươm năm 1941 để gợi ý nơi đặt tượng. Việc một cá nhân ưa thích ai và tạc tượng ai, người ấy để kỷ niệm, thờ phượng hay muốn đặt ở đâu là chuyện riêng trong phạm vi quyền hạn của họ, không nhất thiết phải có ý kiến. Nhưng việc nhân danh toàn dân tộc đặt một pho tượng nơi công cộng để kỳ công một người nào đó thì mọi người dân đều có quyền ý kiến. Muốn nhân danh toàn dân tộc để kỳ công một người nào đó thì người ấy phải thật sự có công đối với toàn dân tộc. Công và tội của nhân vật Alexander Dutch đối với dân tộc Việt Nam từng là đề tài tranh luận học thuật của nhiều người. Nhiều giới và nhiều thời kỳ đến nay vẫn chưa ngã ngũ
lập luận kỹ công vị thừa sai này chủ yếu xoay quanh việc ông là người đầu tiên sáng tạo chữ Quốc ngữ cho người Việt sử dụng, khiến người Việt có thể đi trước thời đại vài trăm năm. Tuy nhiên, cùng với những lập luận và tư liệu chứng tỏ vị thừa sai này chỉ là người tập hợp các nghiên cứu của những người trước mình để thực hiện quyển tự điển Việt Bồ La, mặt khác cũng có không ít tư liệu chứng tỏ trước khi có chữ Quốc ngữ theo mẫu tự Latin thì người Việt cũng đã có những cả một nền văn học chữ Nôm, nghĩa là người Việt đã có những chữ Quốc ngữ cho chính mình sáng tạo. Và chỉ sức mạnh của thực dân pháp mà chữ Quốc ngữ ấy một mai, nên không thể nói rằng việc thủ tiêu chữ Nôm và thay thế bằng chữ Việt Latin hóa là một biện pháp tốt đẹp. Một, sư liệu cho biết Alexander, năm 1593 năm 1660, người Pháp gốc Do Thái gia nhập dòng tên tại Roma ngày 24 tháng 4 năm 1612. Vào Việt Nam năm 1624, thời điểm Lê Trịnh đàn ngoài và chú Nguyễn đàn trong, có những chính sách rất cởi mở với thương nhân và chú trọng đẩy mạnh quan hệ ngoại thương. Chú Trịnh còn nhận thương nhân Karel Hasek, người Hà Lan làm con nuôi, học tiếng Việt từ một cậu bé 13 tuổi và được sự chỉ dạy bài bản của giáo sĩ Francisco de Pina, người Bồ. Tháng 7 năm 1626 bị trục xuất về Macau. Ông tiếp tục trở lại và bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Việt Nam năm 1630. Những năm 1640 ông vẫn lén trở lại, cho đến lần cuối cùng bị trục xuất vào năm 1645. Alexander Red không phải người sáng tạo ra chữ Quốc ngữ, mà chỉ là người biên soạn từ điển qua các công trình của người khác. Chính ông đã xác nhận công việc này, ngoài những điều tôi đã học được nhờ chính người bản xứ trong suốt gần 20 năm trời thời gian mà tôi lưu trú tại hai xứ Cochin và Đông Kinh, thì ngay từ đầu tôi đã học với cha Francisco de Pina, người Bồ Đào Nha. Tôi cũng sử dụng những công trình của nhiều cha khác cùng hội đồng, nhất là của cha Gaspa de Amaro và cha Antonio Barbosa. Cả hai ông đều là biên soạn, mỗi ông một cuốn từ điển. Ông trước bắt đầu bằng tiếng An Nam, ông sau bằng tiếng Bồ Đào, nhưng cả hai ông đều là chết sớm. Sử dụng công khó của hai ông, tôi còn thêm tiếng Latin theo lệnh các đồng hồng y, vì ngoài những tiện lợi khác, nó còn giúp ích cho chính người bản xứ học tiếng Latin. Roland Jacques là phát hiện công bố bản viết Tây năm 1623 của Francisco de Pina. Về phần tôi đã biên soạn một chuyên luận nhỏ về từ vựng và các thanh của ngôn ngữ này, tức tiếng Việt, và tôi đang bắt tay viết về ngữ pháp. Tuy nhiên, tôi cũng đã tập hợp được những cổ tích thuộc nhiều loại khác nhau nhằm cung cấp các trích dẫn của các tác giả để xác minh nghĩa của các từ và các quy tắc của ngữ pháp. Cho đến nay, tôi có thể yêu cầu một người nào đó đọc để tôi phiên dịch sang các chữ Bồ Đào Nha, tức chữ Latin. Ngoài ra, tôi có 3-4 cuốn tập hợp các bài viết có lý luận trong số các bài viết hay nhất mà tôi tìm thấy được ở vương quốc này. Nguyễn Phúc Tương, Ai là người thật sự sáng chế ra chữ Quốc ngữ, tạp chí Huế xưa và nay, số 62, tháng 3, mùng 3 tháng 4 năm 2004. Kể từ đó, cuốn từ điển này ra đời năm 1651. Nó cũng không có tác dụng gì tới việc học chữ Quốc ngữ của người Việt Nam, vì vốn dĩ khi ấy người Việt sử dụng chữ viết chính thức là chữ Hán và chữ Quốc ngữ, chữ Nôm. Chữ Nôm đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều thể loại sáng tác văn chương và đã đạt đến đỉnh cao qua tác phẩm truyện Kiều Nguyễn Du và nhiều chuyện thơ Nôm, văn xuôi, quốc ngữ khác, đặc biệt trong các tác phẩm chữ Nôm của thiền sư Minh Châu Hương Hải năm 1628, năm 1715. Lối hành văn tiếng Việt không khác nhiều so với ngày nay. Trong Hương Hải
Thiền sư Ngữ Lục cũng nói đến sự kiện một số giáo sĩ Hoa Lan bị trục xuất khỏi Việt Nam. Lê Mạnh Thác toàn tập, Minh Châu Hương Hải, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 2000, trang 116. Vua Quang Trung năm 1753 đến 1792 không chỉ sử dụng chữ nôm trong văn bản hành chính mà còn chính thức đưa chữ nôm vào trong thi cử. Ông chủ trương thay toàn bộ sách học chữ Hán sang chữ nôm, nên năm 1791 đã cho lập Sùng Chính Viện để dịch kinh sách từ Hán sang nôm. Chữ nôm, ký âm tiếng Việt, chính là chữ quốc ngữ mà ông cha ta sáng tạo. Điều đó khẳng định Việt Nam là một nước có văn hóa, có văn tự. Người Pháp đã tìm mọi cách thủ tiêu văn tự nôm của chúng ta, thế mà còn lớn lối nói rằng đã đem đến cho chúng ta một chữ viết Latin. Đây là hành vi thủ tiêu chữ viết và tranh công sáng tạo nực cười nhất trong lịch sử chữ viết của nhân loại. Không những thế, vì một cuốn từ điển được biên soạn lại qua công trình của người Bồ mà một số người Pháp không ngừng miệng nói rằng khi cho Việt Nam các mẫu từ Latin, Alexander Red đã đưa Việt Nam đi trước đến 3 thế kỷ. Nguyệt Sang, Mixi. Ngày 23 tháng 1 năm 1576, Giáo hoàng La Mã Rod Đề Bác ban sắc lệnh chính thức thành lập giáo phận Bồ Đào Nha tại Macau. Phạm vi cai quản của giáo phận này gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam, các vùng lân cận. Nhưng đến nửa đầu thế kỷ thứ 18, tại châu Âu dấy lên cuộc vận động trục xuất các giáo sĩ dòng tên. Ngày 3 tháng 9 năm 1759, Thủ tướng Bonbon ban hành pháp lệnh coi dòng tên là kẻ phản bội, kẻ địch và xâm lược của vua nhà nước. Ngày 21 tháng 7 năm 1773, Giáo hoàng Clement thứ 14 ban sắc lệnh tuyên bố chính thức thủ tiêu dòng tên. Những sự kiện này dẫn đến sự tan rã của giáo phận Bồ tại Macau. Một điều đáng chú ý, tại giáo phận Macau năm 1594, Học viện Bonn, trường đại học phương Tây đầu tiên Viễn Đông, là tình hình thành. Ngoài các môn thần học, văn học và nghệ thuật ra, trường còn dạy các ngôn ngữ của khu vực Viễn Đông như tiếng Hán và tiếng Việt. Theo giáo sư Thang Khai Kiếm, Đại học Ký Nam, Quảng Châu, Trung Quốc, sau khi Nhật Bản xảy ra nạn cấm đạo, các dòng tu Macau hết sức coi trọng việc khai thác và phát triển trong công cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Ở Học viện Bonn, để đáp ứng nhu cầu truyền giáo ở Việt Nam, và việc dạy tiếng Việt là điều hết sức quan trọng. Theo ghi chép của Latin của Linh Mục Maldonado năm 1667, Học viện có hai môn học tiếng Việt và một trong hai môn đó. Năm đó có 8 linh mục học tiếng Việt nhưng chỉ có 6 linh mục học tiếng Trung Quốc. Theo thống kê không đầy đủ, trong thế kỷ thứ 17 có 70 giáo sĩ phương Tây đã đến Việt Nam. Trong đó số giáo sĩ đến từ Macau chiếm tỷ lệ rất lớn. Như thế rõ ràng tiếng Việt được ký âm bằng chữ cái Latin đã được phát triển dần dần. Từ rất lâu trước đó, nhu cầu tiếp cận với người bản địa của các giáo sĩ thuộc giáo phận Bồ Đào Nha làm nền tảng cho quyền từ điển Việt Bồ La mà Alexander Red đã cho in năm 1651. 2. Alexander Red là người có ý định xin vua Louis thứ 14 của Pháp cung cấp binh lính để chinh phục phương Đông. Trong cuốn Divert, các cuộc hành trình và truyền giáo xuất bản tại Paris năm 1653, ở đoạn cuối chương 19 phần thứ 3 có một câu nguyên văn bằng chữ Pháp: đại loại là câu này được Hồng Nhuệ Mục Nguyễn Khắc Xuyên dịch: tôi tưởng nước Pháp là một nước đạo đức nhất thế giới, nước Pháp có thể cung cấp cho tôi mấy chiến sĩ đi chinh phục toàn cõi Đông Dương, đưa về quy phục Chúa Kitô, và nhất là tôi sẽ tìm được các giám mục cha chúng tôi và thầy chúng tôi trong các giáo đoàn
với ý đó, tôi rời bỏ Roma ngày 11 tháng 9 năm 1652. Sau khi tôi hôn chân Đức Giáo cho Hoàng, hành trình và truyền giáo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, trang 263. Người dịch còn chú thích từ chiến sĩ ở đây là nói đến chiến sĩ phúc âm, tức là nhà truyền giáo chứ không phải là binh sĩ đi chiếm xứ xâm lăng, trang 289. Trong bài viết "Ai làm ra chữ quốc ngữ" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 31 tháng 1 năm 1993, giáo sư Hoàng Tuệ đã dịch Bussy Solat là binh lính như sau: "Tôi nghĩ nước Pháp vương vấn bộ đạo nhất, có thể cấp cho tôi binh lính để chinh phục toàn phương Đông, đặt nó dưới quyền Giê-xu chết." Linh mục Nguyễn Khắc Xuyên đã viết bài gửi giáo sư Hoàng Tuệ bàn về chữ quốc ngữ trên tờ Tuổi Trẻ đăng trên báo Ngày Nay số 277 ngày 1 tháng 7 năm 1993 ở Houghton, Texas. Linh mục Nguyễn Khắc Xuyên đã mạt sát giáo hoàng Tuệ: "Giáo sư Hoàng Tuệ là ngu xuẩn, ngu dốt, thật là dốt, lại thích nói chữ, và đã chất vấn giáo sư Hoàng Tuệ như sau: Từ điển Pháp Việt của Trương Vĩnh Ký dịch Solat là lính, binh lính, lính tráng. Từ điển Pháp Việt của bộ của Đào Duy Anh dịch là Solat là tính, bộ đội, chiến sĩ. Như vậy, giáo sĩ Hoàng Tuệ lùi lại hơn nửa thế kỷ khi chỉ dịch theo Trương Vĩnh Ký mà không theo từ điển mới nhất năm 1981. Theo từ điển từ nguyên, từ Solat mượn tiếng Ý từ Solat, từ Solat được biến đổi từ chữ Solat từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 thành Solat, có nghĩa là người đi bắn thuê, giết thê. Hai tác giả này phương Tây đã tìm hiểu và dịch từ Bunsin Sodat ra tiếng Anh như sau: một đoạn tiếng Anh, một đoạn tiếng Pháp. Với những tranh luận xảy ra trên chữ Solat này, giáo sư Cao Huy Thuần đã dẫn theo từ điển Robert của Pháp. Như vậy, Solat bao hàm ý nghĩa quân sự, quân đội, đó là người mà nhiệm vụ làm chiến tranh phòng vệ hay chiến tranh xâm lược. Dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng, trong tôn giáo dùng chữ Solat không làm mất đi cái ý nghĩa đánh nhau. Dù đánh nhau vì chân lý đi nữa thì cũng đánh nhau vì, và đánh nhau vì chân lý còn ghê rợn hơn lắm. Đừng trách ai dịch Solat là binh sĩ. Vậy việc Alexander Rush từng có ý định xin vua Louis thứ 14 của Pháp cung cấp binh lính để chinh phục phương Đông là đã rõ. Dù đã có một số người thêm nghĩa bóng cho từ Solat, nhưng ý đồ tiêu diệt các nền văn hóa và tôn giáo khác để đem toàn cõi Đông Dương vừa vi phục Chúa Kitô vẫn lồ lộ ra đó. Thực tế 12 năm ở Việt Nam, Alexander Rush chẳng để lại bất cứ một ấn tượng gì ngoài việc 6 lần bị trục xuất. 3. Năm 1858, Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 1874. Đô đốc Hải quân thống soái Nam Kỳ Francisco Khan ký nghị định mở trường Chatlop Laubert, tên của Bộ trưởng Hải quân Pháp, ở Sài Gòn để dạy tiếng Pháp và chữ quốc ngữ cho con em của quan chức người Pháp và người Việt đang cai trị Nam Kỳ. Ngày 15 tháng 4 năm 1865, tờ báo tiếng Việt Gia Đình báo bằng thứ chữ mới phiên âm theo mẫu từ Latin lần đầu tiên được phát hành tại Sài Gòn ngày 6 tháng 4 năm 1878. Đô đốc Hải quân thống soái Nam Kỳ Louis Lafon ra nghị định số 82 bắt buộc các công văn, thư từ hành chính phải viết bằng chữ quốc ngữ thay vì chữ Hán và chữ Nôm. Tháng 5 năm 1906, dụ của vua Thành Thái
về tổ chức giáo dục hệ 3 cấp cho bản xứ được một nghị định của Paul Pew phê chuẩn. Ở cấp 1, học sinh cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ, lên cấp 2 học chữ Hán, chữ Quốc ngữ và một phần tiếng Pháp không bắt buộc. Đến cấp 3 thì cả 3 thứ đều bắt buộc học như nhau. Lợi dụng đúng lúc áp dụng thành công chính sách giáo dục đồng hóa trực tiêu chữ Hán, Nôm, họ đã tô vẽ cho từ điển công cụ của Alexander Rush bằng những từ mà lâu nay một số người nhầm lẫn sử dụng như cha đẻ, sáng tạo, công đầu. Thực tế, những chữ đó sau hơn 200 năm chìm liệm đã bất ngờ sống dậy. Trong sự cổ suý của chính quyền bảo hộ Pháp, trong toàn cảnh bị thực dân cai trị và không đủ tư liệu tham khảo như vậy như bây giờ, việc một số người lầm tưởng rồi cổ vũ và tiến hành việc đặt ra bia kỷ niệm việc thừa sai này ngay bên cạnh trái tim của thủ đô Hà Nội đều không đáng ngạc nhiên. 4. Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội nhằm tôn vinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, lòng tự hào dân tộc cũng như bản sắc và văn hiến Thăng Long. Thăng Long là mảnh đất được thành lập, gìn giữ và xây dựng phát triển bởi công lao của các vị vua Phật tử, các thiền sư, cư sĩ và trí thức tam giáo, cùng vô số những người nông dân chân đất tin vào lễ nhân quả từ ngàn đời, luôn kính ngưỡng Phật, Pháp, Tăng. Có thể thấy Thăng Long, Hà Nội, cái nôi của Phật giáo Việt Nam, của tư tưởng văn hóa truyền thống dân tộc. Ở đó đã có tượng đài tôn vinh Lý Công Uẩn, người đặt nền móng cho thủ đô Hà Nội ngày nay. Nếu Ngô Quyền là người đặt nền móng cho sự độc lập của người Việt, là chính Lý Công Uẩn đã xây dựng cho nền độc lập đó và phát triển nguy nga thêm. Tư tưởng chủ đạo để Lý Thái Tổ xây dựng nguy nga nền độc lập ấy chính là tư tưởng tam giáo, mà cốt lõi là Phật giáo. Ông cũng là người xuất thân nơi nhà chùa. Thế mà chúng ta hãy nghe vị thừa sai Alexander Rush phỉ báng mạt sát Đức Phật bởi tam giáo này, như bởi nguồn độc, nhiều sự dối khác, song le, bắt bỏ sự dối hay chẳng làm chi. Vì chân biết là bởi dâu đâu mà ra, hay cho tỏ tường là dối việc thì vừa, như thế có chém cây nào độc cho ngã, các ngày cành cây ấy tự nhiên cũng ngã với. Vậy thì ta làm cho Thích Ca thằng này dối người ta ngã xuống. Alexander Rush thuyết giảng 8 ngày, trang 115 và trang 116, tủ sách Đại Kết, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1993. Trong tư tưởng vẫn có người áp dụng luật mâu thuẫn đối kháng để phủ định cái có nước, cái có trước. Nhưng khi đã đặt tượng Lý Công Uẩn làm biểu tượng cho tinh thần người Việt, lại đặt tượng vị thừa sai người Pháp gốc Do Thái vào đó. Phải chăng người ta muốn tinh thần sự thừa sai người Pháp gốc Do Thái phủ định tinh thần người Việt? Không bàn đến công hay tội của Alexander Rush, người ta thấy ngay rằng pho tượng của người Pháp gốc Do Thái này không nên để vào bất kỳ một nơi công cộng nào. Dân tộc chúng ta có thiếu người để tôn vinh. Ai đó đã từng nói lịch sử là một phòng tranh, trong đó nguyên bản chỉ có một, còn phiên bản thì nhiều. Vì thế nếu đem thường việc khinh trọng mà cứ cố dựng cho bằng được tượng Alexander Rush tại Hà Nội, có thể sẽ di hại muôn đời. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một định chế thừa kế tinh thần từ các vị quốc sư Ngô Chân Lưu, Vạn Hạnh, Khuôn Việt. Tôi nghĩ rằng giáo hội nên có ý kiến chính thức về vấn đề này. Tôi mong rằng nhà nước và chính quyền thành phố Hà Nội cũng cần cân nhắc kỹ trước khi nhận quà tặng tượng Alexander Rush. Nếu để là sự đã rồi, thử đòi, thử hỏi lại đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội còn có nguyên vẹn những ý nghĩa văn hóa hòa bình cao đẹp nữa không? Kính thưa quý vị, lịch sử rất cần nêu cao sự thật, và chân lý thì không cần người bảo hộ. Một câu nói có thể có nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng trong một nửa sự thật thì vĩnh viễn không phải là sự thật. Mong sao chúng ta đừng để những nhầm lẫn trong ứng xử trở thành những nhầm lẫn của lịch sử.
Tôi xin gửi tới quý vị những ý kiến chân thành trên đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành tựu. Thích Thanh Thắng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.